Mình xin chào cả nhà, chào cả nhà đã đến với kênh Hương Mạc Hòa của mình. Hôm nay là buổi trưa ngày mùng 7 Tết cả nhà. Trời rất là đẹp nhá, nắng nhẹ nhàng dịu dàng cho nên mình ra vườn. Thì đây là những cái cây giống này, cải hoa hồng này. Đấy, cải bẹ của mình này, rồi cải cầu vồng này. Đấy, rồi su hào. Đấy thì mình đã tự mua hạt giống về mình gieo ấy cả nhà. Khi mà mình tự mua hạt giống về gieo thì mình sẽ rất là tiết kiệm được nhiều tiền ấy cả nhà. Đấy, mua giống ở ngoài chợ thì cây nó lên xong rồi người ta nhổ tút cả rễ ra khỏi cái bầu đất ý, ra khỏi đất vườn ý, cho nên là nó trồng thì nó sẽ bị héo cái thời gian ban đầu. Còn khi mình gieo như thế này ý, cả nhà, đấy thì mình vừa tiết kiệm tận dụng được hạt giống, mình vừa khi mà mình cấy nó ra ngoài chậu này này thì nó sẽ không bị héo đâu cả nhà. Đấy, và cả nhà khi mà mua hạt giống thì cả nhà cũng lưu ý là như mình thì mình mua trên những cái trang mạng xã hội Facebook ấy. Đấy, mình phải tìm nơi có uy tín để mình mua. Có lần thì mình đã mua tham rẻ tiền ấy cả nhà, mua 10.000 một gói về nó không ra sao cả đâu cả nhà. Đấy, chất lượng cây giống rất là kém, hoặc là mình mua hạt này thì nó lại sang loại hạt khác. Đấy, cho nên là cả nhà cứ tìm hiểu kỹ. Ví dụ như mình mua của cái bạn Quỳnh Sinh Gái này cũng rất là tốt, hay là của bạn Vi Tường đấy, của bạn Băng Hàn ở trên Facebook ấy cả nhà đấy, và một số những cái bạn khác nữa thì mình thấy rất là uy tín và cây cho ra cái thành quả, nhất là cái cải cầu vồng này, này với lại cái cải hoa hồng này này, đấy nó cho cái thành quả rất là đạt yêu cầu cả nhà. Thì khi cả nhà trồng vào những cái khay nhựa nhỏ như thế này này, những cái khay này là mình mua đấy, nó cũng rẻ thôi. Đấy, còn cái khay to hơn này là mình tiết kiệm từ những cái trà sữa con cái mình ăn. Đấy, hoặc là mình đến trường ấy, mình dạy học thế là mỗi buổi liên hoan cho các bạn học sinh ở trường ấy, thế là mình lại tiết kiệm cái khay trà sữa này mình mang về này. Nhưng mà mình thấy cái khay nhỏ nhỏ như vậy này nó vừa tầm này. Đấy, nó tiện lợi hơn cả nhà. Đấy thì mỗi lần mình trộn đất dinh dưỡng xong bắt đầu là mình gieo vào trong cái khay nhỏ này tầm 3-4 hạt. Đấy, mình tra lỗ nho nhỏ xong mình bỏ vào 3-4 hạt rồi mình phủ đất lên, mình tưới lúc đều là một vài hôm, xăm hôm là nó sẽ nảy mầm thôi cả nhà. Và đợi nó phát triển mạnh thì mình đem ra trồng thì cây sẽ không bị chột cả nhà nhá. Còn số hạt giống còn lại ấy, thì mình lại bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thì mình dành dụng. Đấy, có thể là vài 3 năm ấy cả nhà. Bây giờ cả nhà sẽ đi cùng trồng những cây giống này với mình nha. Trước hết là mình trồng cái cải hoa hồng. Ở đây có hai cái chậu thì mình trồng hai cây thôi cả nhà, để nó còn phát triển xòe to nữa. Thì ở trong cái bầu ươm này có hai cây thì mình tách ra là vừa cả nhà. Trong cái đất của mình ấy thì cái giá thể ban đầu ấy cả nhà nhớ chú ý cái dinh dưỡng đầy đủ cả nhà, thì cây sẽ phát triển rất là khỏe và tốt cả nhà. Mình tách đôi ra cả nhà, tách đôi ra mình cho vào hai chậu. Đất của mình về cơ bản rất là tơi xốp, để xới bằng chép cũng được và bằng tay cũng được. Mới đầu cho xuống chậu này thì cả nhà tưới nước nhẹ nhàng thôi cả nhà, và giữ độ ẩm vừa phải chứ đừng ướt quá, sũng quá ấy, thì là cây sẽ bị úng đấy cả nhà. Đấy là cái thứ nhất. Với lại cái thứ hai ấy, là cả nhà chú ý là cả nhà chú ý là đảm bảo cái dinh dưỡng ở trong cái đất trồng của mình ấy là ngay từ ban đầu. Đấy, trong đây là mình cũng đã có chấu phân gạo ổ hoai ở trong đây rồi cả nhà. Đấy, và cả nhà có biết không, khi mà mình trồng cây từ cái bầu ươm ý ra chậu như thế này này thì cây nó sẽ phát triển khỏe hơn là nó phát triển trong cái bầu ươm, trong cái bầu ươm chặt chội. Đấy, rễ nó bị bó vào, nó quặn vào. Đấy, cho nên là nó không sởi lởi cái bộ rễ cả nhà. Đấy, cho nên là cây phát triển chậm hơn. Nhưng mà khi mình cho ra cái chậu này mà đủ cái dinh dưỡng ấy thì cây nó bốc rất nhanh và rất khỏe cả nhà nha.
mình sắp xếp đâu vào đấy. Đây, gọn gàng vào đây. Đấy, hai cái cây cải hoa hồng cả nhà. Tiếp theo là mình trồng mấy cây cải bẹ này. Đấy, ở cái chậu này nha cả nhà. Chậu này bữa trước là trồng cải cúc đấy. Cái chỗ này là mình gieo dày lắm, chỗ này mình phải tách. Đấy. Tách cây như thế này nó cũng đỡ chột hơn cái kiểu mà cái cây ở ngoài chợ ấy, là mình mua xong bắt đầu là người ta tút hết cả cái thân, cả cái rễ ra khỏi cái đất đất gieo trồng của họ. Tạm vậy đã cả nhà, tí mình đi chỉnh sau. Lá nó cứ đan xen vào nhau ấy, cả nhà gỡ cũng phải gỡ khéo ấy cả nhà, không có là nó rách lá thương lắm. Những cây con này nhiều giống như những đứa trẻ bé bỏng lắm. Mình gieo tầm khoảng độ 3 cây vào 3 góc của cái những cái bầu ươm này thôi. Thì khi mà mình gỡ cái cây con này ra ấy, từ bầu ấy để ra ra những cái chậu này này. Đấy, thì nó còn nguyên cả cái đất ấy cả nhà. Thì cây nó sẽ ổn định hơn. Đấy cả nhà, ấn nhẹ xuống nhá. Ấn nhẹ cho nó chắc gốc ấy, để cho gió nó khỏi lung lay ấy cả nhà. Đấy, xong cả nhà tưới cho nó miếng nước. Đấy, như vậy ở chỗ này mình trồng được 2, 4, 6, 7 cây đấy cả nhà. Nó hơi chặt nhưng mà kệ nó cả nhà. Nhà mình thu hoạch suốt đi. Đấy, hễ cứ thiếu rau là ra thu hoạch thôi. Không phải đợi để cho nó trưởng thành hẳn đâu. Đấy, nó cứ non non bánh tẻ là nhà mình ăn thôi. Đây, mình vừa trồng thêm được 3 cái cây cải hoa hồng vào đây nữa này. Đấy. Xinh chưa cả nhà? Cứ như thế thôi, sau khi những cái cây cải hoa hồng trước mình đã trồng ý, mà mình thu hoạch hết ý, thì là những cái cây này lên là vừa. Đấy, cứ thế cả nhà. Đây, cả nhà nhìn nhá. Chấu phân gà ủ hoai này. Nó mình trộn này. Đất lúc nào cũng tơi xốp hết. Ngày xưa của mình ấy là cứng lắm, chai sạn lắm. Đấy, trong quá trình mình làm mình nảy sinh sáng tạo tìm hiểu thì bây giờ đất cực kỳ tươi xốp, lấy tay để trồng cũng được. Đấy, lại được 5 cây này. Trong chậu này thì còn có 5 cây thì mình trồng 5 cây. Kể cả trồng 6 cây mình cày trồng được, mình trồng gọn ra cái mé này và ở giữa một cây nữa cả nhà nhá. Nhưng mà tùy số lượng cái cây rau của mình để mình phân bố trên cái chậu cho nó hợp lý cả nhà. Chỗ này cũng phải cấy được 3 cây nhưng mà mình còn có 2 cây cải hoa hồng thôi, cho nên mình cấy 2 cây thôi cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ đi tưới cho nó tí nước. Khi tưới nước thì cả nhà lấy cái tay ấy, mình hưng hứng lấy để cho nước nó khỏi dập cái
cái cây rau non mà mình vừa cấy cả nhà. Tưới vừa phải thôi cả nhà, bởi vì thời tiết nó không không nắng lắm ấy. Hai cây cuối cùng này. Bữa nay cà chua nhà mình cũng chín nhiều hơn rồi cả nhà. Nhìn dễ thương chưa cả nhà ơi. Chùm 4 này. Đấy. Đây, tận ngọn đây cũng bắt đầu có quả rồi nha cả nhà. Đấy. Cái mầm non này này là mình phải ngắt nó đi để nó lấy dinh dưỡng, nó nuôi trái ấy cả nhà. Đây nữa, cây này chín nhiều nhất bữa trước này, có người bẻ của mình này. Đây, chùm 6 đã chín 4 rồi nha cả nhà. Đấy, hôm nay mình đi thu hoạch cà chua nha cả nhà ơi. Cà chua nhìn dễ thương ghê cả nhà. Ba trái này. Sáu trái này. Đầu năm xuân mới thu lộc đỏ về nhà nha cả nhà. Bảy trái này. Nếu mà cái dinh dưỡng của nó tốt ấy thì quả nó còn to hơn nữa, giống như những trái ở trên tầng ấy cả nhà. Đấy, đây là những cây cà chua ở con ngõ nhỏ của mình cả nhà. Những quả này cũng ương ương rồi đấy. Nhưng mà mình để lại nha, để thu hoạch lần sau. Đây, được 7 trái cà chua này. Cứ như thế túc tắc là đủ rau ăn đấy cả nhà. Thế thi thoảng mình mới dùng đến cà chua, rồi lại dùng đến các loại rau khác thay đổi đi, thoải mái rau cho gia đình nhỏ của mình. Trái ớt dễ thương này đã chín một nửa này cả nhà này. Mình rất thích trồng ớt nhá cả nhà nhá. Bởi vì là ớt mang lại cái vẻ đẹp ý. Đấy, nó giống như một cái loài cây cảnh ý. Nhà mình thì không ăn ớt mấy nhưng mình rất thích trồng. Đấy. Cứ để nó lủng lẳng trái đỏ như vậy nhìn yêu không cả nhà. À, rác nhà bếp mình cũng cứ để phủ lên trên như thế thôi. Rồi video của buổi trưa nay của mình xin dừng lại ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Nếu yêu thích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nhé. Bye bye cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.